Vâng. Thôi chắc thôi. Đồng giải ba. Đồng giải ba. Tức là tí nữa đội này kim nào mà thua cái đội sen sự mới phong Tuấn Anh mà đánh với nhau ấy. Hả? Đây, hai đội vào chung kết. Đội anh với cả đội anh Thư với cả. Trận đấu đôi nam lứa tuổi 41-50 giữa tổ 11 và tổ 5. Phía gần màn hình là tổ 11. Đôi nam phía xa màn hình là tổ 5. Giải Đại hội Thể dục Thể thao Phường Yên Nghĩa tổ chức giải cầu lông. Điểm 5-2. Điểm 4-5. Đừng rồi. Điểm cho tổ 5, 6-4. Ba cắt cầu thành công. Điểm 5-6. Giải cầu lông Phường Yên Nghĩa tổ chức theo Đại hội Thể dục Thể thao 4 năm một lần. Giải nhất là mình gì đó. Trận đấu đang diễn ra là lứa tuổi 41-50 đôi nam giữa tổ 11 cặp tổ 5. Vô địch là cái gì đó? Là một cái cúp. Cúp có được tiền không bác? Có. Bao tiền bác? Chắc khoảng mấy triệu. Tầm đấy. Ừ, tầm mấy tỷ. Nhưng mà người ta chụp từ đầu sang đến cuối vận mấy tỷ bác? Thank you.
8. Cao thế mà đập về vẫn rúc nhỉ, đập hơi gắt, đập cầu rất tốt. Điểm hai đều, một pha tiếc nuối, rất là ngộ nghĩnh. Phủ cầu ngoài sân, ba đều, pha trước cầu rất nhanh.
lại một pha khổ lỗi. Điểm 5-3 cho tổ 11. Điểm 4-5. Điểm 5 đều. Hả? Tí nữa. Ở nhà mình đây chém cầu qua lưới. Điểm 6-5. Điểm 6 đều. Điểm 7-6 cho tổ 5. Điểm 10-9 cho tổ 11. Thủ này. Như vậy là hai đội hòa, tỷ số hòa 1-1. Hai đội đổi sân đánh set 3 để phân thắng bại.
giải cầu lông đại hội thể dục thể thao do phường Liên Nghĩa tổ chức 4 năm một lần. Tổ chức ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, lứa tuổi nhóm 1 từ 15 đến 30, nhóm 2 31 đến 40, nhóm 3 41 đến 50 và nhóm 51 trở lên. Xét thứ 3 bắt đầu. Qua lối cầu từ tổ 5. Điểm 1-0. Xem cầu lỗi từ bên tổ 11. Điểm 1-1. Ba đều. Ta lái cầu rất đẹp. Bốn ba. Điểm 4-1 cho tổng 11. Vận động viên đã thấm mệt.